Tôi sống trong một khách sạn bỏ hoang và có thứ gì đó cứ gửi quà cho tôi trong thang máy. Tôi không còn có nhà nữa. Tôi từng có một ngôi nhà, nhưng giờ đây không còn nữa. Các con tôi đã bán căn nhà và tôi không trách chúng. Đáng lẽ tôi phải ở đó vì chúng, đặc biệt trong những lúc như thế này, nhưng chúng chỉ còn lại một người mẹ, còn tôi mất đi một phần của chính mình. Chúng tôi đã sống bên nhau suốt 40 năm. Cô ấy là nụ hôn đầu tiên của tôi khi chúng tôi chỉ mới 9 tuổi, và chúng tôi đã cùng nhau xây dựng một cuộc sống, một điều gì đó đẹp đẽ và đặc biệt chỉ dành cho chúng tôi. Nhưng rồi, cô ấy qua đời và tôi bị bỏ lại phía sau. Từ đó, tôi cảm thấy vô cùng cô đơn. Sự đồng hành từ người khác, thậm chí là từ chính các con tôi, đều không thể lấp đầy khoảng trống đó. Tôi cảm thấy trống rỗng và mong manh như bìa các tông, không có sự an ủi nào cả. Tôi đã mất đi một nửa bản thân mình, và điều đó thật đau đớn. Trong đám tang, tôi phải ngồi đó, ăn những chiếc bánh sandwich mà con gái tôi đã chuẩn bị trên đĩa, nghe những lời cầu nguyện buồn bã từ những người biết rõ về nỗi đau trong lòng tôi, nhưng không thể giúp đỡ gì. Và giống như một đám mây đen, ý nghĩ về ngôi nhà trống rỗng của tôi cứ ùa về. Tôi sẽ làm gì khi mọi người đều trở về với gia đình của họ? Khi nào các con tôi mới quay về với cuộc sống của chúng? Chỉ đến đêm đầu tiên sau khi tôi nhận phòng tại khách sạn Dunraven, tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của quyết định của mình. Tôi sẽ không quay lại. Tôi sẽ không giả vờ rằng cuộc sống vẫn còn ý nghĩa. Tôi ngồi trong phòng, gọi một ly đồ uống và chờ đợi. 15 năm đã trôi qua và tôi vẫn đang chờ đợi. Dù khách sạn đã đóng cửa, tòa nhà sụp đổ, giấy dán tường bong chóc, người lạ cướp bóc và gỗ mục nát, tôi vẫn ở lại. Già đi nhưng vẫn còn sống. Nơi này đã biến tôi thành một người khác. Tôi đã phải thích nghi. Tôi trở thành một kẻ nhặt rác, một kẻ chiếm đất. Tuyệt vọng, lạnh lẽo và đói khát, nhưng sự vắng mặt của cô ấy vẫn là nỗi đau nhất mà tôi cảm nhận được. Ngay cả sau ngần ấy thời gian, có lẽ tôi đang tự trừng phạt mình, tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi muốn trở thành một người khác, và nơi này đã biến điều đó thành hiện thực. Cảm giác như đã cả một đời người kể từ khi tôi đứng trong vườn, nướng bánh mì kẹp thịt trên vỉ nướng. Nghe chàng rể tương lai của tôi huyên thuyên về bóng đá trong khi vợ và các con gái tôi cười đùa ở đằng xa. Tôi đã xa rời người đàn ông đó đến nỗi không chắc chúng tôi từng là cùng một người. Giờ đây, chỉ còn lại khách sạn này. Thật là một nơi nhỏ bé đặc biệt. Dunraven, tay nắm cửa bằng đồng thau đã phai màu trên mọi cánh cửa. Thảm đỏ có hoa văn trải dài khắp hành lang, rẻ tiền nhưng sang trọng. Bên trong rộng hơn hầu hết những gì mọi người mong đợi. Tôi không biết mình đã tìm thấy nó như thế nào, nhưng tôi đã tìm thấy, và giờ đây tôi là người duy nhất chăm sóc cho nó. Thỉnh thoảng, có những nhóm săn ma đến Dunraven, nghĩ rằng nơi này bị ma ám. Những câu chuyện đồn đại thường xoay quanh một nạn nhân của kẻ sát nhân khét tiếng nhất tại khách sạn. Đó là một nữ quản lý, người đã đầu độc hàng trăm khách trọ, và hành động tàn ác của cô ta đã khiến tòa nhà bị buộc phải đóng cửa vĩnh viễn. Không ai có thể hiểu được cô ta đã sử dụng loại gì, hay làm thế nào mà cô ta có thể thực hiện được những việc đó. Có những tin đồn về nấm mốc đen, hoặc có thể là một loại hóa chất lạ chưa từng nghe đến, hay thậm chí là một chất gây ảo giác bất hợp pháp. Lời khai của cô ta chẳng khác nào những câu làm nhảm của kẻ cuồng loạn, và cô ta đã dành những ngày cuối đời của mình trong một trại tâm thần. Không ai có thể khẳng định chắc chắn điều gì đã xảy ra, nhưng thiệt hại thì thật kinh khủng. Trong suốt 18 năm, hàng chục người đã chết, và đó không phải là do những căn bệnh thông thường. Họ đã phát điên, tự tan rã trong góc tối, với tâm trí đầy những lỗ hổng. Phải mất nhiều tháng sau, sự điên rồ này mới dần được hé lộ. Một vị khách đã tự tử bằng cách nhảy từ mái nhà xuống, đầu cắm thẳng như một vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp. Một bác sĩ đã qua đời khi cố tự phẫu thuật cắt ruột thừa của mình ngay tại phòng ăn, trong khi những vị khách khác vẫn tiếp tục dùng bữa như không có gì xảy ra. Một nhóm học sinh lớp 11, trong chuyến tham quan bờ biển, đã tụ tập vào một buổi sáng tại sảnh khách sạn và đánh chết một thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm, trong khi giáo viên của chúng ngồi đó, thản nhiên chấm điểm từng đứa trẻ theo thành tích của chúng. Những vị khách ở lại đây trong thời gian đó thường mơ thấy cảnh nhựa đường sôi sục và đại dương đỏ như máu trải dài đến tận chân trời.
Họ chìm đắm trong sự tự hủy diệt của chính mình, để tâm trí tan chảy ở rìa điên loạn, trong khi đạo đức của họ chảy trôi như sáp nóng. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ngay cả khi còn mở cửa, đội ngũ nhân viên, những thanh niên mới lớn từ thị trấn, vừa ghét vừa sợ nơi này. Một nửa số phòng ở đây bị cấm đối với cả khách lẫn nhân viên, ngay cả vào thời điểm đó. Những nhân viên mới đôi khi phá vỡ quy tắc nhưng chỉ dám thử một lần. Những người mang đồ ăn đến cho người phụ nữ ở phòng 312 nhận ra rằng cô ấy sẽ thì thầm những điều kỳ lạ qua cánh cửa đóng kín. Ban đầu, họ nghĩ rằng cô ấy vô hại, nhưng sau đó họ bắt đầu thấy sợ hãi khi về nhà và thoáng thấy đôi bàn tay nhợt nhạt của cô ấy thò ra từ dưới gầm giường, hoặc bắt gặp cô ấy cuộn tròn trong tủ lạnh của họ, lẩm bẩm những suy nghĩ đen tối trong chính tâm trí họ. Nếu bạn để ý khi đến thăm Dunraven, bạn có thể thấy rằng các ghim trên tường của mỗi tầng và phòng nhân viên đều có danh sách các phòng có song sắt. Những người làm việc cẩn thận sẽ nhận thấy rằng phòng 312 nằm trong danh sách đó, với phần chú thích là mọi yêu cầu phục vụ đồ ăn cho người ở đó đều bị bỏ qua. Kể từ khi khách sạn trở thành nơi hoang tàn, tôi luôn mang theo một bản sao danh sách cùng với một số phần chú thích riêng của mình. Một số phòng tương đối an toàn. Thật dễ để vào phòng 804 và tránh chiếc ghế da đỏ đã làm tan chảy không ít khách già đang tìm kiếm một giấc ngủ ngắn. Nhưng những phòng khác như một bản án tử hình. Trong phòng 614, có thứ gì đó kỳ lạ sống dưới giường với tầm với dài một cách bất thường. Các chi xoắn của nó có thể vươn ra hành lang và quanh các góc, và rất thành thạo trong việc điều khiển hệ thống thông gió để bắt bất kỳ linh hồn tội nghiệp nào để lại mùi hương của chúng trong phòng. Ở một số tầng, bạn có thể thấy các song sắt và lỗ thông hơi có lớp phủ bị hỏng, và mặc dù người quản lý đã nỗ lực hết sức, bạn hầu như luôn tìm thấy cặn màu nâu ẩn ở những nơi khó tiếp cận như ren vít hoặc trong mối hàn. Đây là một trong những nơi mà cư dân của phòng 614 cuối cùng đã bắt kịp nạn nhân của chúng với hậu quả bạo lực. Theo những gì tôi đọc được trong ghi chú của người quản lý lúc đó, nó có thể đợi nhiều giờ trước khi tấn công. Chúa ơi, Dunraven đúng là một nơi đặc biệt, một cột thu lôi, một bóng đèn thủy tinh đang nổ. Hàng ngàn câu chuyện tạo nên một lịch sử kỳ lạ đến mức nó đặt ra nhiều câu hỏi về thị trấn này. Làm sao có thể bỏ qua nơi này? Làm sao có thể giữ bí mật? Bạn sẽ không tìm thấy tài liệu tham khảo nào về nơi này trên mạng, và tôi nghi ngờ có điều gì đó là âm mưu, một hồ sơ có lẽ được chôn sâu trong kho lưu trữ của Westminster. Nếu đúng vậy, hồ sơ đó chỉ có thể cung cấp một phần nhỏ sự hiểu biết mà tôi có được khi sống ở đây. Mọi thứ tôi cần đều có trong khách sạn, 9 tầng, 600 phòng. Gần đó, một bờ biển xứ Wales đang đổ nát, và một vùng biển xám xịt nơi những thứ cũ kỹ trôi dạt vào bờ. Chạm vào đất hoặc cát ở bất kỳ nơi nào giữa khách sạn và mặt nước, và bạn sẽ biết rằng ở lại đây là đặt mình vào con đường của một câu chuyện quá cũ kỹ, đến mức có nguy cơ nghiền nát bạn dưới bước chân của nó. Tôi chẳng thấy ngạc nhiên khi Dunraven vẫn còn đứng vững sau ngần ấy năm đóng cửa. Bên ngoài cổng chính, có 3 chiếc xe ủi đất giờ đã rỉ sét. Họ đến để phá dỡ mọi thứ, nhưng đó đã là chuyện của 12 năm trước. Những người công nhân ấy đâu rồi? Áo ghi lê vàng và mũ bảo hiểm của họ vẫn nằm rải rác trên mặt đất, như thể họ đã hoảng loạn mà vứt bỏ tất cả. Bất kể họ có kế hoạch gì để phá hủy Dunraven, tôi cũng nghi ngờ rằng họ vẫn chưa từ bỏ ý định đó. Nhưng tôi nghĩ điều đó là tốt nhất. Họ sẽ xử lý cầu thang này thế nào đây? Khi tôi mới đến, cầu thang đã bị chặn kín, nhưng tôi đã mở nó ra, dù phải mất vài tuần hì hục với chiếc búa tạ, thở dốc từng hồi. Ngày xưa, khi khách sạn còn hoạt động, nhân viên ở đây cứ than phiền mãi về việc chủ khách sạn giữ cho cầu thang bị khóa. Họ không hiểu tại sao mình phải loay hoay lên xuống cầu thang chính, nơi khách thường xuyên trách móc vì cản trở đường đi. Chỉ cần nhìn xuống cầu thang bị cấm đó, tôi đã hiểu rõ lý do tại sao nó lại bị bịt kín. Cầu thang này quá lớn, lớn đến mức không phù hợp với một tòa nhà như thế này. Tôi thả một viên gạch xuống và chẳng bao giờ nghe thấy nó chạm đáy. Tôi dọi đèn xuống và đếm được nhiều hơn 9 tầng, nhiều hơn thế nữa. Cảm giác như đau nhói khi nhìn vào nơi mà ánh sáng đèn của tôi biến mất. Đột nhiên, mặt sàn dưới chân tôi trở nên kém vững chắc hơn rất nhiều. Tôi đang đứng trên một thứ gì đó mong manh, nhìn xuống vực sâu thẳm,
sâu hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy. Tôi đã leo xuống những bậc thang đó trong suốt một ngày, nhưng chẳng tìm thấy đáy, chỉ tìm thấy dấu vết của những cuộc thám hiểm đã bị lãng quên. Những bộ xương vẫn ôm chặt cổ, che miệng, khuôn mặt đông cứng trong nỗi kinh hoàng. Hầu hết trong số đó trông như những thanh thiếu niên lạc lối, mặc quần jean và áo hoodie. Ở những tầng sâu hơn, tôi còn phát hiện vài bộ xương có vẻ là sĩ quan quân đội từ thời chiến tranh vĩ đại. Càng xuống sâu, tôi càng thấy một số bộ xương khoác áo giáp sắt cổ xưa. Phải làm sao để có thể ủi đổ một thứ như thế? Bạn lái một cỗ máy ủi vàng khổng lồ vào đó, và tất cả những gì bạn nhận lại chỉ là mất đi chính cỗ máy của mình mà thôi. Tôi tránh xa khu vực đó như thể nó là nơi phóng xạ. Ai biết được có thứ gì có thể tồn tại ở đó, sống nhờ những thứ vô hình. Thay vào đó, tôi dành cả ngày để đi từ phòng này sang phòng khác, lục lọi những thứ mà mọi người để lại, lắng nghe những gì các bức tường muốn nói. Lịch sử ở nơi này là một mối liên hệ ám ảnh với rất nhiều cuộc đời bị lãng quên. Bạn có thể cảm nhận nó giống như một nỗi đau thấu tim, một căn phòng tràn ngập mùi ẩm mốc nồng nặc. Các trụ giường đã mòn qua tấm thảm, đào rãnh vào các thanh gỗ bên dưới. Chúng vẫn kêu cót két theo một nhịp điệu quen thuộc, nhưng lại làm đau tai khi nghe. Giống như một con chuột điên loạn đang nguệch ngoạc đi qua một lối đi chật hẹp, và thật nguy hiểm khi nán lại ở ngưỡng cửa, thậm chí là liều lĩnh đặt tay lên cửa. Bạn có thể mất nhiều ngày vì tác động của nó. Một hỗn hợp say sưa của những suy nghĩ và cảm xúc khó hiểu, như bị ám ảnh bởi những giấc mơ lộn xộn của người khác. Vài lần tôi đủ xui xẻo để bị ảnh hưởng bởi nó, tôi đã thức dậy sau nhiều ngày đau nhức và mất ngủ. Họ đã khóa phòng lại vào những năm 30 sau loạt tử vong thứ năm, và dù biết tôi đang làm gì, tôi vẫn ngạc nhiên khi mất nhiều thời gian như vậy. Nạn nhân chết vì mất nước, lở loét do nằm lâu, nhiễm trùng và nhiễm trùng huyết do thực hành không vệ sinh. Có lần, nhân viên đã đá tung cửa và thấy khách đã đi mất, chỉ còn lại quần áo ướt sũng và nước tiểu được phục vụ trong ly rượu. Dù có chuyện gì đã xảy ra ở đó, tôi không biết và không muốn biết. Giống như tất cả các phòng có chấn song, nó có một thang máy thực phẩm, một thang máy cơ học cổ xưa đi xuống cùng độ sâu với cầu thang. Tôi nghi ngờ bất kỳ lực nào đang hoạt động trong vực thẳm đó đều rò rỉ lên trên qua trục mở và vào khách sạn. Nó thậm chí có thể là nguồn gốc của tất cả sự kỳ lạ. Tôi không thể tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào về việc thang máy thực phẩm từng được lắp đặt hoặc thậm chí được sử dụng cho mục đích ban đầu của nó. Tôi đã kiểm tra và thang máy thực phẩm trong phòng của tôi sẽ đi thẳng qua quầy bar ở tầng trệt, cắt qua một số ghế đầu và mặt bàn. Nhưng bất kỳ tuyến đường nào mà nó thực sự đi qua dường như đều tránh được không gian truyền thống. Nó gửi quà cho tôi, hoặc ít nhất là thứ gì đó dưới tầng hầm tối tăm của Dunraven đã làm điều đó. Trong suốt khoảng thời gian ở đây, tôi luôn nghe thấy tiếng động gì đó vọng lên từ dưới đáy. Không hẳn là tiếng bước chân, nhưng cũng chẳng bao giờ thực sự yên lặng. Có thể là cánh cửa song sắt của một căn phòng khác mở ra, hay có thể là thứ gì đó lỏng lẻo rơi xuống. Nhưng từ khi khách sạn bị bỏ hoang, những âm thanh ấy ngày càng lớn dần. Tiếng đập và lạch cạch, tiếng thình thịch nghèn nghẹt, thậm chí có thể là tiếng rên rỉ. Tôi không thể chắc chắn. Đôi khi chúng khiến tôi giật mình thức giấc, nhưng rồi tôi chỉ nằm đó, mắt lờ đờ, với chút ký ức mơ hồ về âm thanh ấy trước khi chìm lại vào giấc ngủ. Tôi không nghĩ nhiều về nó trong nhiều tháng, cho đến một đêm nọ, khi tôi thức dậy trong tình trạng bối rối và kiệt sức như mọi lần, nhưng lần này có điều gì đó khác thường. Một nỗi sợ hãi bản năng dâng lên trong lòng tôi. Vẫn nằm im, tôi nhìn khắp căn phòng mờ ảo dưới ánh trăng và chợt nhận ra rằng cánh cửa của thang máy chở đồ ăn đã mở. Trời lạnh và tôi đã kéo chăn lên tận cằm khi ngủ, nhưng cửa sổ vẫn đóng. Rồi tôi nhận ra rằng luồng gió lạnh đang thổi lên từ cái trục thang máy cổ xưa đó. Run rẩy và lo sợ, tôi kéo chăn sát mặt hơn, và rồi một âm thanh vang lên từ trong bóng tối. Tiếng rít kim loại ghê rợn, chói tai như sấm sét. Một cỗ máy cổ xưa nào đó đang bị ép phải hoạt động trở lại, sâu trong lòng tòa nhà. Tiếng động đó vang lên rồi nhanh chóng tắt, khiến tôi tự hỏi đó là gì. Nhưng trước khi tôi kịp lấy hết can đảm để đứng dậy đóng cửa thang máy, âm thanh đó lại vang lên lần nữa. Lúc này tôi đã hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra rằng bất kể đó là gì, nó đang ở rất, rất xa bên dưới tôi. Điều này làm tôi nhẹ nhõm đôi chút,
nhưng chỉ một chút thôi, vì âm thanh ấy lại vang lên, và rồi nó tiếp tục, rồi lại tiếp tục. Tôi chợt nhận ra, trong nỗi kinh hoàng ngày càng lớn, rằng có ai đó đang vận hành thang máy, dùng tay kéo tời để nâng sàn lên, làm rung lắc xích và rũ ghi sét khỏi một cỗ máy đã bị bỏ hoang từ hàng thế kỷ. Tiếng kéo cứ vang lên từng đợt, liên tục không ngừng, cho đến khi không còn khoảng nghỉ nào giữa các lần kéo. Lạnh cóng và run rẩy trên chính chiếc giường của mình, tôi không thể phủ nhận sự thật mà tai mình đang nghe thấy một cách rõ ràng. Thang máy chở hàng đang tiến dần lên, gần hơn đến tầng của tôi. Không hiểu vì sao, đúng vào khoảnh khắc ấy, não tôi lại chọn nhắc nhở tôi về những đứa trẻ đã mất tích ở Dunraven trong suốt nhiều năm qua. Tôi nghĩ về những bậc cha mẹ đã dành vài giờ nhàn rỗi ở quầy bar dưới tầng, rồi trở về phòng mà chỉ thấy giường ngủ nhăn nhúm và những dấu vết tinh tế của sự hoảng loạn. Tôi tưởng tượng những đứa trẻ ấy đã trải qua những gì. Tôi tưởng tượng chúng giống như tôi, nằm trên giường, nghe tiếng thang máy chở đồ ăn tiến đến gần với âm thanh rên rỉ đáng sợ. Không thể ngừng suy nghĩ rằng có thứ gì đó đang xâm nhập vào không gian kín này và kéo chúng lên một cách không thể tránh khỏi. Chúng có kéo chăn che mắt để tránh nhìn thấy nó không? Chúng có trốn xuống gầm giường không? Chúng có nín thở, chờ đợi khi tiếng động chói tai dừng lại, rồi run rẩy khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của thứ gì đó đang trèo ra khỏi chiếc thang máy chật hẹp đó không? Liệu chúng có nghĩ rằng nếu giữ yên lặng, hoàn toàn không nhúc nhích, thì có thể tránh được nó và nó sẽ tiếp tục tìm kiếm đứa trẻ khác không? Liệu những chiến lược ấy có thực sự hiệu quả không? Lúc này, thần kinh của tôi đã hoàn toàn chế ngự. Tôi không thể di chuyển. Tôi chỉ có thể nằm đó, nhìn chăm chăm cho đến khi cuối cùng thang máy xuất hiện trong tầm mắt, một chiếc hộp đen kịt. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, tôi cảm thấy như thời gian kéo dài đến vô tận, vượt xa giới hạn chịu đựng của tâm trí con người. Tôi nhìn chằm chằm vào những góc tối tăm của thang máy cho đến khi, cuối cùng, có thứ gì đó nhìn lại tôi. Một đôi mắt vàng và một bàn tay ba ngón vươn ra, nắm lấy cửa sập đang mở. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như quay cuồng, mơ hồ đến mức không thực, nhưng tôi không thể phá vỡ sự căng thẳng. Tôi chỉ có thể nằm đó, run rẩy, tự hỏi liệu trái tim mình có chịu đựng nổi hay sẽ vỡ tung trong lồng ngực. Tôi không biết điều đó kéo dài bao lâu, nhưng cuối cùng, cánh tay ấy thu lại, kéo tấm lưới đóng chặt và âm thanh của kim loại bị ép buộc lại vang lên. Từ từ, thang máy tự nâng lên, rời khỏi tầm mắt tôi. Khi mặt trời mọc, lấy lại sức mạnh từ ánh sáng ban ngày, tôi chạy đến để đảm bảo rằng thứ quái quỷ đó đã được đóng chặt, rằng không có gì còn chờ đợi ngoài tầm nhìn. Trong khoảnh khắc, tôi tự hỏi, liệu tất cả có phải chỉ là một giấc mơ? Nhưng những vết xước mới trên trục thang máy lại khẳng định một điều khác. Tôi quyết định đổi phòng. Nhưng đó không phải là kết thúc. Nếu tôi chọn một căn phòng không có thang máy, thì chưa đầy một tuần sau, một cái khác lại xuất hiện trên tường. Bất kể tôi di chuyển bao nhiêu lần, thứ chết tiệt đó vẫn bám theo tôi. Không có cách nào thoát khỏi nó. Phần lớn thời gian, thang máy chỉ đi ngang qua phòng tôi, bánh xe rít lên từng chập khi nó kéo mình từ tầng hầm lên một nơi mà chỉ có Chúa mới biết. Nhưng vào một số đêm, song sắt lại mở ra và đôi mắt vàng đó lại nhìn chằm chằm vào tôi từ trong bóng tối. Mặc dù nó chưa bao giờ lẻn ra ngoài để hiện thực hóa những cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi, nhưng tôi cũng không thể ngăn nó nhìn chằm chằm vào tôi và càng không thể ngăn được nỗi sợ tê liệt mà nó gây ra. Rõ ràng, trước đây tôi đã từng gặp những điều kỳ lạ ở Dunraven, nhưng đó luôn là do tôi vô tình xâm phạm vào một trong những căn phòng bị cấm. Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất, có thứ gì đó trong Dunraven để ý đến tôi, thậm chí còn đuổi theo tôi, và nó thực sự đã đuổi theo. Bất kể tôi chọn phòng nào, chẳng bao lâu sau một thang máy chở đồ ăn lại xuất hiện, và không lâu sau đó, nó sẽ theo sau. Không phải đêm nào cũng vậy, đôi khi chỉ thỉnh thoảng, có khi cả tháng mới xuất hiện một lần. Nhưng bạn phải trải qua bao nhiêu lần như vậy để nó thật sự ảnh hưởng đến bạn? Tôi thấy mình ngày càng khó ngủ hơn. Nhưng kỳ lạ thay, mọi thứ còn trở nên kỳ dị hơn. Khoảng một năm sau khi chuyện này bắt đầu, tôi thức dậy và thấy thang máy chở đồ ăn đã nằm trên sàn nhà mình. Ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu vào, tôi có thể thấy ngay rằng không có đôi mắt vàng nào đang rình rập trong bóng tối. Nhưng điều đó không có nghĩa là thang máy trống rỗng.
Trên bục thang máy, một món đồ đã được đặt cẩn thận, gần như được trình bày. Một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ đã hỏng với nắp bằng đồng thau phai màu. Bụi bẩn và cặn bám đầy cả bên trong lẫn bên ngoài, nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng nó từng là vật quý giá của ai đó. Sau khi đánh bóng một chút, tôi tìm thấy một dòng chữ cũ bên trong. Đó là tên thánh của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ này trước đây và nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Sau đó, những món quà cứ tiếp tục được gửi đến. Một loạt kỳ vật tình cảm kỳ lạ từ Chúa biết ai. Một album ảnh của một chàng trai trẻ trong không quân Hoàng gia Anh. Một bản tuyên bố truyền giáo từ thời gian người đàn ông đó rao giảng ở châu Phi dựa trên cái tên khắc bên trong. Không có gì trong số đó có ý nghĩa gì với tôi. Đôi khi còn có những vật dụng thiết thực như một chiếc mũ len vào mùa đông hay một đôi bốt tốt sau khi đôi bốt của tôi hỏng. Phải mất nhiều năm tôi mới thu thập được đủ những món đồ kỳ quặc này để nhận ra một mối liên hệ lạ lùng. Nếu tôi đặt món quà mới nhất ở một nơi nào đó trong phòng, nơi nó có thể nhìn thấy từ thang máy chở đồ ăn, thì những chuyến thăm ban đêm đầy ám ảnh sẽ dừng lại. Bằng cách này, tôi nghĩ rằng mình đã tìm thấy món quà thực sự duy nhất mà tôi mong muốn, sự yên bình để có thể ngủ ngon. Vào thời điểm đó, tôi bắt đầu nhận ra rằng một số đồ dùng cá nhân của mình đã bị mất. Hầu hết là những thứ không quan trọng, nên tôi cũng không mấy bận tâm. Các vụ mất trộm diễn ra rất ít, hiếm đến mức tôi không coi đó là vấn đề lớn, nhất là khi so với những đêm dài không ngủ, phải đối diện với ánh mắt đáng sợ đó trong nhiều giờ. Nhưng có một thứ khiến tôi đau lòng nhất, đó là một hộp thiếc chứa đầy những lá thư cuối cùng tôi nhận được từ con gái mình. Tôi chưa từng đọc chúng. Mọi thứ giữa chúng tôi đã trở nên tồi tệ sau khi tôi rời đi, và tôi biết nội dung những lá thư ấy sẽ ra sao. Dù vậy, việc có chúng bên cạnh vẫn mang lại cho tôi một cảm giác an ủi, một sự tồn tại nào đó mà tôi có thể nắm giữ. Sau đó, những vụ trộm lặt vặt dần dần chấm dứt, nhưng những món quà kỳ quặc vẫn tiếp tục đến, một hoặc hai lần mỗi tuần cho đến tận ngày nay. Một cách nào đó, điều này càng khiến tôi gắn bó hơn với nơi này. Tôi không biết vì sao, nhưng trong số tất cả những điều kỳ lạ của Dunraven, tôi lại sợ thứ đó nhất. Đó là cách nó nhìn tôi. Tôi không biết phải mô tả thế nào. Tôi chỉ từng nhìn thấy khuôn mặt của nó một lần duy nhất. Đó là một cơn ác mộng sống động, ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Mọi chuyện bắt đầu với ba sinh viên điện ảnh mà tôi tình cờ gặp khi họ đang lang thang trong sảnh, trầm trồ trước vẻ đẹp tàn phá của nơi này. Tôi bắt gặp họ khi họ đang cười đùa, bàn về việc quay lại Dunraven để làm một bộ phim kinh dị thực sự. Tiếng cười giòn tan của họ vang vọng khắp hành lang. Nhưng âm thanh ấy ngừng lại khi họ nghe thấy bước chân của tôi đang tiến gần. Một khoảnh khắc ngập ngừng khi tôi đẩy qua một trong những cánh cửa bị chặn một nửa, rồi đối diện với những kẻ xâm nhập ồn ào đó. Hai trong số họ, những chàng trai trẻ, có vẻ nghi ngờ tôi. Một người còn nắm chặt nắm đấm, trong khi người kia siết chặt máy ảnh, như thể chuẩn bị dùng nó như một vũ khí. Nhưng cô gái trong nhóm, chỉ sau một thoáng ngập ngừng, đã mỉm cười, đưa tay ra bắt và vui vẻ chào tôi. Chào! Cô ấy có nét gì đó giống con gái tôi, nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ để giải thích những gì đã xảy ra, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi đã nói chuyện. Khác với những người khác khi họ xin phỏng vấn, lần này tôi thật sự đồng ý. Và điều kỳ lạ hơn nữa là mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ trong hầu hết thời gian, ít nhất là cho đến một thời điểm nhất định. Tôi đoán là các bạn sẽ quan tâm đến câu chuyện của người quản lý. Tôi hỏi khi mang tách trà đến cho họ. Họ nghĩ rằng tôi không để ý khi họ kiểm tra những chiếc cốc. Tôi nghĩ họ sẽ ngạc nhiên khi thấy chúng sạch sẽ, nhưng tôi đã học được cách không để những chuyện như thế ảnh hưởng đến mình. Thực ra, người phụ nữ trẻ, Rachel, trả lời, chúng tôi chỉ quan tâm đến một căn phòng thôi. Đó là một phần của dự án chúng tôi đang thực hiện về lịch sử gia đình. Anh trai của ông tôi, anh ấy đã mất tích ở đây khi còn nhỏ. Gia đình họ hơi bảo thủ. Cô cười, nên mẹ tôi không biết bất kỳ chi tiết nào. Về cơ bản, không ai nói về điều đó, nhưng Craig ở đây. Một trong những người đàn ông vẫy tay chào. Anh ấy đã điều tra và tìm thấy tên chú tôi trong một số hồ sơ cảnh sát số hóa cũ. Hóa ra chú tôi đã mất tích khi ở chính nơi này. Thật kỳ diệu phải không? Sau đó, chúng tôi bắt đầu đọc về toàn bộ lịch sử của nơi này và nghĩ rằng đây sẽ là một dự án tuyệt vời. Vậy nên chúng tôi ở đây. Một câu chuyện thường gặp,
tôi nhận xét. Các bạn có biết chú của mình ở phòng nào không? Phòng 614, cô ấy trả lời kèm theo một nụ cười. Vậy đó sẽ là trọng tâm của dự án của chúng tôi. Tim tôi như rớt xuống cổ họng. Mọi thứ tôi từng đọc về thứ ở phòng 614 đều bảo rằng đó là một kẻ giết người không ngừng nghỉ và không có nơi nào trong khách sạn này là an toàn. Tôi nhớ lại lời kể của người quản lý về một cô hầu gái trẻ bị xé xác qua đường ống nước của nhà vệ sinh ở tầng 9. Bàn tay ông ta đã run rẩy khi ghi lại các chi tiết. Gương mặt của cô, tiếng xương cô gáy, khoảnh khắc nội tạng chảy ra từ miệng cô và ánh sáng cuối cùng tắt lịm trong đôi mắt vô hồn đó. Anh không thể vào đó được, tôi lắp bắp. Tại sao không? Một người đàn ông hỏi một cách phòng thủ. Người phụ nữ trẻ liếc nhìn anh ta một chút. Khó mà nói đó là gì, nhưng chắc chắn có sự không tán thành trong ánh mắt cô ấy. Nó bị chặn rồi, tôi nói. Không được vào, và hơn nữa, nó không an toàn. Tại sao anh lại nói là không an toàn, cô hỏi. Amiang, tôi đáp lại, giọng hơi nhanh. Tôi biết mình sẽ không thuyết phục được ai với lời bào chữa vụng về đó. Vậy thì chúng ta phải đi khám bác sĩ thôi, Greg nói thêm, giọng đầy tự mãn. Rõ ràng anh ta không thích bị người khác ra lệnh. Từ biểu cảm và câu trả lời của anh ta, tôi dần nhận ra rằng cuộc trò chuyện này sẽ dẫn đến đâu. Hay chính xác hơn, nơi mà nó đã từng ở. Tại sao các bạn cần phải đi khám bác sĩ? Tôi hỏi. Ồ, anh đã bắt gặp chúng tôi trên đường ra ngoài, Rachel nói. Chúng tôi đã ở đây từ 5 giờ sáng và đã chụp mọi thứ cần thiết của khách sạn, kể cả căn phòng nơi chúng tôi mất tích khi chúng tôi nghe thấy. Các bạn phải rời đi ngay bây giờ. Tôi đứng dậy và ngay lập tức thể hiện ấn tượng tốt nhất của mình về một ông già điên, dù rằng thực ra có thể đó không phải là ấn tượng tốt lắm. Tôi nghĩ phải đến lần thứ ba khi tôi ném chiếc cốc vào đầu họ, đập vỡ nó vào tường, tạo thành một đống gốm sứ vụn, thì cuối cùng họ mới hiểu ra thông điệp của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn đuổi theo họ, ra khỏi cửa, xuống hành lang, rồi từng bậc cầu thang một cho đến khi tất cả chúng tôi đều xuống sảnh đợi. Những chàng trai trẻ hét lại với tôi, nhưng không thể tự mình nổi giận với một ông già, trong khi Rachel chỉ khóc trong vòng tay của Craig, người đang cố gắng bảo vệ cô ấy khỏi tôi. Nhưng tôi không nhượng bộ, ngay cả khi một cơn hối hận chạy qua, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của người phụ nữ trẻ đó. Tôi nghĩ cô ấy không sợ hãi nhiều lắm, mà chỉ đau khổ khi thấy một người mà cô ấy tin tưởng lại phản bội mình. Đó là một cảnh tượng xấu xí. Tôi buộc phải đóng vai kẻ xấu. Nhưng sự hối hận đó không kéo dài lâu. Họ không có nhiều thời gian. Trong tất cả sự phấn khích đó, chỉ có mình tôi nhận thấy những âm thanh kỳ lạ bị bóp nghẹt, phát ra từ các lỗ thông hơi dọc hành lang. Hoặc cái cách mà khi họ đứng bên cửa khách sạn. Trong giây lát thách thức, khi tôi hét lên những lời tục tĩu, có một chuyển động nhỏ trong đống rác đã chất đống ở sảnh đợi. Có thứ gì đó ở dưới đó với chúng tôi. Họ có thể đã nhầm nó với một con chuột. Nhưng tôi biết rõ hơn. Cuối cùng tôi cũng đưa được họ ra ngoài, nhưng không phải trước khi một trong những thanh niên và tôi xảy ra đánh nhau. Không có gì nghiêm trọng. Tôi đẩy anh ta một cú đẩy cuối cùng để vượt qua ngưỡng cửa, và theo bản năng, tay anh ta vung ra đập vào môi tôi. Máu chảy, tôi đảm bảo anh ta ra khỏi lối ra, rồi đóng cửa lại, khạc nhổ vào cửa sổ bẩn thỉu. Máu và nước bọt chảy xuống kính. Họ đứng ở phía bên kia, kinh hoàng trước khi cuối cùng quay đi bỏ đi. Tôi nhìn hai người đàn ông đang an ủi người phụ nữ trẻ trên đường trở về xe của họ. Sau đó, tôi quay lại, sẵn sàng quay về phòng mình và bắt đầu cảm thấy thương hại cho bản thân. Tôi đã đi được nửa đường đến cầu thang gần nhất thì nghe thấy tiếng cửa mở. Đó không phải là lý do. Chú ơi, Craig, ông ấy có lẽ đã 80 tuổi rồi, chúng ta cần đảm bảo rằng ông ấy. Cô ấy hẳn đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bàn tay lấp lánh kỳ lạ nắm chặt mắt cá chân mình. Vì có một tiếng hừ trong giây lát, quá nhỏ đến nỗi dễ bỏ lỡ. Và rồi tiếng hét vang lên. Cô ấy bị kéo ngửa ra sau và bị lôi đi từ từ. Khi hai người bảo vệ xông vào sau cô, họ hầu như không có đủ thời gian để nhận ra vị trí của cô trước khi tiếng kêu cứu của chính họ bắt đầu. Họ ngã xuống với những tiếng động gần như buồn cười, cánh tay quẫy đạp trong đống rác cao ngang mắt cá chân phủ kín sàn nhà, khi có thứ gì đó vô hình kéo cả ba người về một hướng. Cầu thang, cánh cửa bí mật ẩn trong phòng nhân viên phía sau quầy làm thủ tục. Khi tôi nhận ra họ đang đi đâu, những ngón tay của Rachel đã nắm chặt tấm ốp gỗ trong nỗ lực tuyệt vọng để ngăn mình lại.
nhưng vô ích. Họ có thể hét lên hoặc vùng vẫy bao nhiêu tùy thích. Căn phòng số 614 sẽ bắt họ. Nó sẽ kéo họ lên qua từng câu chuyện trong cầu thang xoắn tối tăm đó, cho đến khi nó có thể kéo họ vào căn phòng phía trên. Trong giây lát, tôi tự hỏi làm thế nào nó có thể làm được điều đó. Tất cả các lối vào khác vẫn bị chặn bằng gạch. Nhưng rồi tôi nghĩ đến chiếc răng mà tôi từng tìm thấy trong một lỗ thông hơi nhỏ không tường. Không có gì nói rằng họ vẫn phải sống ở phía bên kia. Nó có thể chỉ đấm một lỗ nhỏ trên lối vào bị chặn bằng gạch để trượt xuống. Và đó là tất cả những gì nó cần để đưa họ trở lại. Ánh mắt Rachel thoáng chạm vào mắt tôi. Tôi đã đọc rất nhiều về số phận của những người bị kéo vào căn phòng số 614. Tôi không sẵn sàng chứng kiến điều đó xảy ra với người trước mặt mình. Tôi cần phải làm gì đó. Tôi lục tung thùng rác cho đến khi tìm thấy thứ gần giống nhất với những gì tôi cần. Một chiếc chai vỡ cũ với những cạnh sắc nhọn. Khi tôi nhìn lên, ba bóng người đã biến mất qua cánh cửa mở, nhưng tôi phải hy vọng rằng vẫn còn thời gian. Khi bước vào cầu thang, tôi nhận thấy một số lan can đã bị cong và hư hỏng, dính đầy tóc và máu. Tôi tự hỏi liệu mình đã đến quá muộn chưa? Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào của Rachel từ phía trên. Tôi không chắc mình đã từng leo lên bất kỳ bậc thang nào nhanh như vậy trong đời. Khi lên được một tầng, tôi thấy cô ấy nằm ngửa, bám chặt vào một thanh lan can khác để giữ mạng sống. Đằng sau cô ấy là hai người đàn ông, đã bị gãy xương và cắt xẻo. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng cánh tay đã kéo họ qua khe hở nhỏ trên lan can, giết chết họ, nhưng tạo đủ không gian để người phụ nữ nhỏ hơn có thể đi qua một cách an toàn. Cảnh tượng đó thật kinh hoàng. Chúng khiến tôi nhớ đến cách những con bướm đêm mắc kẹt trong mạng nhện, bị bao bọc và gãy, tứ chi dang rộng, đôi cánh bị rách một nửa. Ngay cả khi tôi đã mệt mỏi như vậy, tôi vẫn không thể không nhăn mặt khi nhìn xuống Rachel và thấy máu và dịch nhầy bê bết trên người cô ấy, không phải của chính cô ấy. Lúc này, cô ấy đã cách xa tôi khoảng một hoặc hai bước. Vì vậy, thay vào đó, tôi chạy lên một tầng khác và sử dụng một cây chổi gần đó. Tôi kéo cánh tay lại gần hơn và nắm lấy nó bằng một tay. Sau đó, bằng tay còn lại, tôi bắt đầu cưa. Tấm kính có răng cưa nhưng hiệu quả. Bản thân bàn tay không thực sự giống người. Nó mềm và nhão. Máu của nó có màu như sữa trứng. Và trong khi phần thịt mềm mại gần giống như của loài lưỡng cư giúp nó ôm trọn hoàn hảo vào chân cô ấy để bám chặt, thì làn da của nó lại dễ dàng bị tấm kính làm hỏng. Chỉ với một vài động tác cắt mạnh, nó buộc phải buông ra và trượt đi. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn phải tự hỏi liệu những gì xảy ra tiếp theo có phải là cố ý không? Một hành động tức giận. Nó hất Rachel ra xa và cô ấy rơi xuống như một hòn đá mất hút. Cô ấy không khóc. Có lẽ cô ấy đã bất tỉnh vào lúc này. Nhưng cô ấy ngã vào bóng tối quá nhanh khiến tôi đứng đó, lắp bắp, không thể đối diện với sự mất mát tàn khốc. Tôi đợi từng phút trôi qua, hét lên từ bên dưới và tuyệt vọng hy vọng có tiếng trả lời, nhưng không có gì cả. Chỉ có sự im lặng. Sự im lặng tàn khốc ám ảnh. Cuối cùng, tôi chỉ đơn giản phải chấp nhận rằng cô ấy đã ra đi, lạc lối. Tôi rời khỏi đó và đêm đó, nằm trên giường, tôi tự hỏi liệu cô ấy có rơi mãi mãi không? Hét lên tuyệt vọng vào khoảng không. Không ai ở đó để đỡ cô ấy. Và nếu có một đáy trong cơn ác mộng đó, thì cô ấy đã không sống sót sau bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với nó. Không phải với tốc độ đó. Tôi ngủ thiếp đi với hy vọng rằng có một đáy, rằng cô ấy sẽ kết thúc nỗi đau khổ của mình ngay lập tức. Nhưng tôi không chắc chắn về điều đó khi chỉ vài ngày sau, tôi thức dậy và thấy chiếc thang máy đã sẵn sàng như thường lệ với một món quà mới. Máy ảnh của cô ấy. Không phải thiết bị ghi âm như những người đàn ông kia. Đây là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số mà cô ấy đeo quanh cổ. Cô ấy chỉ sử dụng nó một hoặc hai lần khi ở gần tôi, dùng nó để chụp những bức graffiti hoặc một căn phòng trống. Khi nó đến tay tôi, nó đã hỏng một nửa, nhưng không khó để tìm một sợi cáp sạc để tôi có thể xem những bức ảnh cô ấy đã chụp. 12 bức đầu tiên là ảnh thông thường, nhưng sau đó thì, nó cho thấy cầu thang. Bằng cách nào đó, cô ấy đã đến được một trong những lan can và từ đó một chỗ nghỉ chân. Nhưng cô ấy hẳn đã bị lạc vì những bức ảnh này cho thấy những cánh cửa mới và những địa điểm mà tôi chưa từng thấy. Cô ấy có thể đã sa ngã đến mức nào? Có những bức ảnh kỳ lạ và mất nét, mờ, tối, khó hiểu. Tôi thấy một nhà thờ trên một đồng bằng bê tông cằn cỗi.
Những ô cửa sổ kính màu với những vị thánh không thể nhận ra đang làm những điều khủng khiếp. Những căn phòng ẩn với những chiếc máy hát cũ và đồ nội thất thời Edward, những bức tranh trên tường về những người có quá nhiều hoặc không đủ mắt. Một bức ảnh rõ nét nhất cho thấy những gì trông giống như sảnh đợi của một tòa nhà chung cư cũ vào ban đêm. Những tấm trần nhà rơi xuống sàn hoang tàn trong khi một ông già trừng mắt nhìn nhiếp ảnh gia với vẻ kinh hoàng. Lạ hơn nữa là hình dạng mờ mờ trên vai ông ta, một bóng ma đáng sợ của một người phụ nữ đã chết từ lâu. Những bức ảnh cứ kéo dài mãi với những cảnh tượng như thế này và nhiều hơn nữa. Tôi không thể mô tả hết được, ngoại trừ việc nói rằng chúng mang lại cái nhìn sâu sắc đáng sợ vào những thế giới không tưởng ẩn chứa bên dưới. Bầu trời xa lạ, những mặt trăng kỳ lạ. Có lẽ tệ nhất là chiếc giường của một đứa trẻ thoáng hiện qua khe cửa tủ quần áo. Chúa biết điều gì ẩn núp ở đó, nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu mê cung đó là nguồn cơn của tất cả những cơn ác mộng của nhân loại. Nhưng bức ảnh cuối cùng là thứ khiến tôi say mê nhất. Nó cho thấy cầu thang trong bóng tối với một chút ánh sáng nhợt nhạt chiếu xuống cùng với một ít bụi rơi. Và tôi nhận ra, nếu có ánh sáng từ trên cao thì cô ấy hẳn phải ở khá gần đỉnh. Có lẽ sau khi lang thang, cô ấy đã tìm được cách đến nơi an toàn. Tôi phải xem cô ấy còn sống không. Nếu cô ấy thực sự ở gần như vậy, tôi có thể với tới và giúp đỡ, miễn là cô ấy không di chuyển đến nơi khác. Nhưng trước tiên, tôi phải chắc chắn rằng cô ấy vẫn ở dưới đó. Mặc dù hy vọng đã chiếm lấy tôi vào lúc đó, nhưng tôi không phải là một thằng ngốc. Không có bức ảnh nào cho thấy rõ ai đã chụp chúng, và thực tế là máy ảnh đã đến thang máy chở hàng có nghĩa là vào một thời điểm nào đó, nó có thể đã rơi vào tay kẻ nguy hiểm đó. Tôi cần một cách để kiểm tra cầu thang mà không gặp nguy hiểm. Đây không phải là cách tao nhã nhất mà tôi từng làm, nhưng tôi quay lại sảnh, tìm thấy chìa khóa xe mà một trong những cậu bé hoảng loạn đã để lại trên sàn và lục tung đồ đạc của chúng cho đến khi tôi tìm thấy thứ mình cần. Một chiếc máy ảnh khác, chiếc này có thể quay video. Sau đó, sau một hồi lên kế hoạch cẩn thận, tôi lên cầu thang ở một tầng an toàn và hạ máy ảnh xuống bằng một sợi dây thừng. Tôi không biết máy ảnh đã ghi lại gì. Tôi nghĩ nếu cô ấy ở dưới đó và thấy máy ảnh, cô ấy có thể sẽ khóc. Còn không thì tôi chỉ cần kéo nó lên, xem cảnh quay và tự mình kiểm tra. Tôi có khoảng một cây dây thừng mà tôi nghĩ là đủ để hoàn thành công việc. Bất cứ nơi nào máy ảnh chụp, vẫn có đủ ánh sáng từ trên cao để nhìn thấy cái gì đó. Chắc chắn ở độ sâu 1000 mét sẽ chỉ có bóng tối. Tuy nhiên, tôi đã hạ máy ảnh xuống hết cỡ, buộc chặt lại rồi để nó ở đó vài phút để tay tôi hồi phục. Nó không thực sự nặng, nhưng cũng không nhẹ. Khi tôi định nhấc máy ảnh lên, có điều gì đó thay đổi. Ngón tay tôi vừa chạm nhẹ vào sợi dây thì nút thắt chặt lại. Sợi dây phát ra tiếng rên rỉ, nhịp độ vung của nó thay đổi. Tôi dùng một tay để kiểm tra tải trọng. Nó không nhúc nhích chút nào. Bất cứ thứ gì treo ở đầu kia đều quá nặng để là máy ảnh. Và có điều gì đó rất sai trái với cách sợi dây mài sang trái và phải trên lan can. Có thứ gì đó ở dưới đó. Và nó đang trèo lên sợi dây, nhanh quá, quá nhanh để tôi kịp xử lý. Tôi nắm chặt con dao mà tôi đã quyết định giữ bên mình và bắt đầu cưa một cách điên cuồng. Nhưng sợi dây không chịu đứng yên. Nó di chuyển với lực mạnh đến nỗi đe dọa sẽ giật con dao ra khỏi tay tôi. Đây là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Và dù tôi có cố gắng thế nào, thì tôi cũng không thể ngừng nhìn theo sợi dây mỏng manh đang biến mất vào bóng tối trống rỗng bên dưới. Chỉ chờ đợi bất kỳ dây nào để điều khủng khiếp này xuất hiện. Nó có thể di chuyển nhanh đến mức nào? Tôi tự hỏi. Nó có thể leo lên 1000 mét nhanh như thế nào? Và nếu nó chỉ nhảy lên vài tầng lầu thì sao? Nó chỉ có thể đi được 10, 20, 30 mét. Tôi còn bao nhiêu thời gian? Mồ hôi chảy dài xuống lưng tôi, rơi xuống trán và làm cho lòng bàn tay tôi trơn trượt, khiến việc giữ chặt con dao bếp mỏng manh càng trở nên khó khăn hơn. Tôi cắn môi mạnh đến nỗi nó chảy máu, chỉ để cố gắng tập trung, ngăn con dao trôi đi và trôi lại về phía bóng tối. Cuối cùng, chỉ còn lại một vài sợi dây chặt chẽ khi con dao rơi khỏi đôi tay vụng về của tôi. Tôi hét lên, tuyệt vọng và sợ hãi, cúi xuống cố gắng bắt lấy nó trước khi trọng lực cuốn nó đi mãi mãi. Khi con dao lấp lánh rơi vào bóng tối, hai con mắt màu vàng xuất hiện. Rực rỡ và háo hức, sáng lên với một trí thông minh độc ác mà tôi chưa bao giờ đánh giá cao trước đây. Chúng nhỏ xíu,
nhỏ hơn một hạt đậu, và được nhúng vào một cái đầu méo mó được bao phủ bởi những sợi ria trắng thưa thớt, khiến nó trông vừa trẻ vừa già một cách bất thường. Có lẽ đã từng là con người, ai mà biết được. Trên một bờ vai gù và cơ bắp, nó mang theo cơ thể của Rachel, tội nghiệp, trong khi nó dùng cả hai bàn tay ba ngón của mình để nắm lấy sợi dây thừng và kéo mình lên cao từng chút một. Với một trong những bàn tay khổng lồ đó, nó vấy lên và trong một giây tôi thấy tương lai của mình. Tôi thấy nó kẹp những ngón tay kỳ dị quanh đầu tôi và nghiền nát nó như một quả dưa. Hoặc tệ hơn, tôi thấy nó kéo tôi xuống vực sâu bên dưới. Còn sống nhưng chưa chết, Chúa biết vì lý do gì. Vào giây cuối cùng, sợi dây thừng cuối cùng cũng đứt. Bàn tay chỉ cách mặt tôi vài centimet. Những móng tay màu vàng, cùn và bị nuốt mất một nửa bởi phần thịt bị viêm gần như sượt qua chóp mũi tôi. Đôi mắt nhỏ kỳ lạ của nó thể hiện trong một khoảnh khắc sự ngạc nhiên buồn bã trước khi bắt đầu rơi xuống. Tôi không lãng phí thời gian để rời đi. Tôi chạy nhanh hơn bao giờ hết trong nhiều năm qua đến khách sạn và sau đó vào phòng mình, chốt chặt cửa và bắt đầu kéo đồ đạc chắn lối vào. Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn thấy thang máy chở đồ ăn, nhớ lại đôi mắt vàng và bàn tay kỳ lạ đó và sự sợ hãi lại tràn về. Chắc chắn đó là cùng một sinh vật. Vì vậy tôi đã dành phần còn lại của ngày để chốt chặt cái thứ chết tiệt đó lại. Tôi đóng đinh các tấm ván gỗ, vặn, đóng búa, đè nặng. Cuối cùng, tôi còn lấy một tủ quần áo từ phòng khác và kéo nó qua, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ và sẽ không bao giờ đủ. Tôi không thể gạt hình ảnh khuôn mặt đáng ghét đó ra khỏi đầu. Nó trông buồn, lạc lõng. Chúa ơi, tất cả những món quà đó đều đến từ cái thứ đó, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi ghê tởm. Thực tế còn tồi tệ hơn bất kỳ điều gì tôi có thể tưởng tượng, và tôi đột nhiên thấy biết ơn vì trong nhiều năm, nó đã ẩn mình trong bóng tối của thang máy chở đồ ăn. Nhìn thấy cái quái dị đó, nhìn chằm chằm vào tôi dưới ánh trăng nhợt nhạt. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ ngủ được nữa. Tôi phải tự hỏi nó là gì và tại sao nó lại đến tìm tôi. Vì vậy, tôi đợi trong phòng và cố gắng không ngủ. Nhưng điều đó không dễ dàng đối với một ông già như tôi. Sau tất cả sự phấn khích, adrenaline và sợ hãi, tôi ngủ thiếp đi ngay trước nửa đêm và thức dậy vào buổi sáng, vẫn ngồi thẳng trên ghế, mặt hướng về phía thang máy. Mọi sự chuẩn bị của tôi đều vô ích. Các tấm ván đã bị xé toạc, lưới chắn được tháo khỏi tường, tủ quần áo bị nghiêng sang một bên. Ở đó chờ tôi, như thường lệ, là thang máy với món quà của ngày mới, mặc dù lần này nó không vừa khít bên trong. Đó là Rachel. Gấp lại, nén chặt, xương gãy, da tái nhợt, máu nhỏ giọt dày đặc từ bệ và vào chính căn phòng của tôi. Và với trái tim nặng trĩu, tôi nhận ra đã đến lúc phải di chuyển một lần nữa, vì tôi sẽ không bao giờ có thể ngủ ngon ở nơi đó nữa khi biết điều gì đã làm bẩn tấm thảm. Tôi muốn phát ốm, tôi muốn chạy trốn, nhưng không thể quên đi cả một đời kinh nghiệm. Thứ đó đã tặng tôi một món quà. Nếu tôi giấu nó đi, vứt nó đi, tôi biết điều đó có nghĩa là gì. Một chuyến viếng thăm hàng đêm, tiếng rít của những bánh răng cũ. Một đêm mất ngủ nhìn chằm chằm vào bóng tối, và giờ tôi biết điều gì đang chờ đợi. Nó sẽ tệ hơn gấp ngàn lần. Sau 4 giờ căng thẳng và khủng khiếp nhất trong đời, cuối cùng tôi cũng đưa cô ấy ra khỏi thang máy và để cô ấy ngồi trên ghế của mình. Trước mặt tôi là thứ quái dị khủng khiếp đó. Lúc này, tôi cảm thấy tự tin rằng mình sẽ không bao giờ muốn đặt chân vào căn phòng đó nữa và bắt đầu chuẩn bị để chuyển đi. Tôi không bao giờ hiểu được sinh vật đó. Những mong muốn và nhu cầu của nó nằm ngoài khả năng hiểu biết của tôi. Sự ám ảnh kỳ lạ của nó đối với tôi thật kinh tởm. Không chỉ tra tấn tôi bằng xác chết của Rachel tội nghiệp, nó còn nhét chiếc hộp thiếc đựng thư cũ của tôi vào một trong những bàn tay của cô ấy. Trong một khoảnh khắc, tôi đã vui mừng khi nhận lại chúng. Nhưng khi mở ra, trái tim tôi trùng xuống. Tất cả các bức thư đều bị xé thành từng mảnh. Tất cả trừ một tờ giấy, trên đó có những từ ngữ viết nguệch ngoạc bằng một nét chữ kinh hoàng đến mức gần như không thể đọc được. Đối với tôi, những từ ngữ đó nghe như tiếng vô nghĩa. Chúng có thể đứng riêng lẻ, nhưng khi ghép lại với nhau, tôi không hiểu ý nghĩa của chúng. Tôi in lại chúng ở đây chỉ để cho bạn thấy thứ đó thực sự điên rồ đến mức nào. Điều tốt nhất bạn có thể làm là mang xác cô gái đi và rời khỏi nơi này. Hãy cho cha mẹ cô ấy một cái kết, đã quá muộn cho những chàng trai trẻ. Đứa trẻ bị lạc ở số 614 đã ăn thịt họ rồi.
nhưng tôi đã giữ đứa trẻ này gần. Tôi đã giữ cô ấy an toàn và làm những gì có thể để đưa xác cô ấy về nhà. Tôi đã cố gắng đưa cô ấy trực tiếp cho bạn, nhưng không thành công. Đây là điều tốt nhất tôi có thể làm. Bạn phải tự mình đi hết chặng đường còn lại. Bạn phải đưa cô ấy đi và rời khỏi nơi này. Junreven đã thay đổi tôi ở bên ngoài, nhưng bạn thì đang thay đổi bên trong. Công việc của tôi là nuôi Dunreven và tôi đã làm như vậy trong hơn một thế kỷ, bắt cóc người và thả họ xuống dưới. Nhưng tôi không thể hiểu được tại sao anh lại sống ở trên lâu như vậy, gần như khách sạn mong muốn điều đó. Qua nhiều năm, tôi dần hiểu được vai trò thực sự của anh là gì, và tôi đang cho anh cơ hội cuối cùng này để rời đi. Tôi hy vọng là thư này giúp anh nhìn ra sự thật. Anh đã bị thao túng. Giống như tôi, anh đã bị viết lại để phù hợp với nhu cầu của khách sạn. Tại sao bạn lại tự viết cho mình những lá thư này? Chúng là những lời vô nghĩa. Tôi đã thấy những gì bạn làm ngày này qua ngày khác. Tôi quan sát bạn. Bạn chụp ảnh con cái của người khác và đóng khung chúng. Bạn đeo một chiếc nhẫn cưới lấy cắp từ xác của một trong những người lính trên cầu thang. Bạn vuốt ve những bức ảnh của những người bạn chưa từng biết và nhớ một đứa con gái chưa từng tồn tại. Bây giờ tôi hiểu tại sao bạn ở đây và tôi hy vọng bạn sẽ coi trọng lá thư này. Khi Dunreven đóng cửa, nơi này đã mất đi một người trông coi. Trong bạn, nó đã tự biến mình thành một thứ khác.